thành cơ lưng rộng, chúng ta còn gọi là cơ xô, để là chúng ta tập cái phần này cho nó rộng ra. Với 5 bài tập cơ lưng xô tốt nhất với cáp, chỉ với cáp nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu với phần nữa. Rồi, đến với bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ tập với cái máy này. Đây là một cái máy kéo lưng và hầu hết tất cả các phần tập của các bạn đều sẽ có. Đầu tiên chúng ta sẽ tập cái bài cầm vừa tay, nắm như thế này và chúng ta sẽ kéo xuống. Rồi, các bạn hãy lưu ý là khi các bạn kéo xuống á, thì cái khuỷu tay nó không phải xuống vuông góc như thế này, mà khuỷu tay sẽ hơi đưa ra phía sau và các bạn ngưỡng ngược lên. Thì như vậy các bạn mới ép được cái phần hai cái móc cơ lưng của các bạn vào. Nhớ nha, không phải xuống vuông góc gì, mà là đưa ra phía sau và ngưỡng ngược lên để cho cái miếng trung tâm, cái tâm điểm của thanh đòn nó chạm vào được cái phần ngực trên. Hãy lựa chọn một tạo phù hợp với sức của các bạn và nâng cái này lên để các bạn có thể đưa vào vừa cái chân của bạn và sẽ giữ phần thân dưới của các bạn lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo, hít thở, khi cơ của các bạn giãn ra như thế này các bạn sẽ hít và khi cơ co lại các bạn sẽ thở. Đến với bài tập số 2 thì chúng ta vẫn tập với cái máy này và với thanh đòn này, nhưng mà chúng ta sẽ nắm rộng ra nha. Việc mà các bạn cầm rộng tay ra nó sẽ giúp nới rộng cái phần cơ lưng rộng của bạn lên rất là nhiều. Vậy nên chúng ta bắt đầu với bài tập cầm tay hơn. Rồi. Hãy lưu ý là tùy thuộc vào chiều cao và kích thước cơ thể của các bạn, nếu bạn nào cao các bạn có thể cầm hết ra như thế này, rồi các bạn nào thấp hơn nên cầm vô một xíu. Thì cái việc này là cái việc mà cầm mà rộng như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái việc mà bạn tập quen, bạn xác định được cái phương hướng. Nhưng mà mình tập cỡ này thôi đó, mình cầm cỡ này các bạn tập quen các bạn sẽ cảm thấy biết được cái góc độ nào thôi. Rồi hãy nhớ là giữ chân nha, xuống như thường lệ, lên từ từ nha các bạn.
lên trên chút, tới lên trên chút. Ừ đó. Chính xác là cơ lưng rộng chứ không phải là cơ lưng giữa.